Ngày 3 tháng 5, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố hai đối tượng chuyên làm giả giấy tờ xe mô tô phân khối lớn đắt tiền không rõ nguồn gốc. Trước đó, giữa năm 2018, trong quá trình tiếp nhận làm thủ tục đăng ký xe mô tô cho người dân, các cán bộ của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 17 bộ hồ sơ giả của loại xe mô tô phân khối lớn do các cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Kiên Giang và Bà Rịa Vũng Tàu thanh lý. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Phạm Trường Giang, 36 tuổi và Nguyễn Ngọc Vinh, 46 tuổi, cùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công an đã tạm giữ 5 chiếc xe mô tô các loại, trong đó có những chiếc trị giá từ 600 đến 700 triệu đồng.